trong sân trường ấy. Đi thôi mọi người. Tôi rất muốn biết bất ngờ đó là gì. Đầu tiên, một thời tiết tuyệt vời để kỷ niệm. Thứ hai, một món quà Pixie. Hãy bắt đầu bữa tiệc nào. Tuyệt quá. Các em, Stella, hãy kiềm chế lại nào. Ôi, lỗi của em. Thoải mái đi cô Grisada, đây là tiệc mà. Mời anh nhé. Tất nhiên rồi, hiệu trưởng.